Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với phần cập nhật bảng tổng sắp cũng như là thành tích của đoàn Việt Nam của chúng ta đang thi đấu tại Olympic Paris 2024. Các bạn thân mến, tính cho đến thời điểm này thì hiện tại bảng tổng sắp của Olympic Paris 2024 chung cuộc là như sau. Đứng thứ nhất, đoàn Trung Quốc với 11 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Đứng thứ hai, đoàn Mỹ, 9 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 13 huy chương đồng. Đoàn chủ nhà Pháp đứng thứ 3, 8 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 8 huy chương đồng. Đoàn Úc đứng thứ 4, 8 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Đoàn Nhật đứng thứ 5, 8 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Đoàn Anh đứng thứ 6, 6 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Đoàn Hàn Quốc đứng thứ 7, 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Về tình hình thi đấu của thể thao Việt Nam của chúng ta, các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua, đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta chứng kiến liên tiếp các vận động viên của chúng ta thất bại. Và vào sáng ngày hôm nay thì cung thủ Đỗ Thị Anh Nguyệt đã bị cung thủ người Iran liên tục dẫn điểm, nhưng cô cũng đã xuất sắc gỡ hòa năm đều. Mặc dù ở điểm quyết định có tính chất như bàn thắng vàng thì Anh Nguyệt đã thất bại, nhưng vẫn rất đáng khen ngợi cho cung thủ của Việt Nam. Như vậy là cô chính thức là dừng bước ở Olympic Paris 2024. Trong khi đó, một tin buồn nữa đến với đoàn Việt Nam của chúng ta khi Lê Quốc Phong cũng dừng cuộc chơi ở Olympic Paris 2024. Dan Onaru đã giành thắng lợi chung cuộc trước Lê Quốc Phong với tỷ số 28-24, 30-28, 27-26 trước Lê Quốc Phong chỉ sau 3 lượt bắn. Cung thủ Việt Nam chính thức dừng bước ở vòng 1-32 nội dung đơn nam cùng 1 giây Olympic Paris 2024. Về lịch thi đấu của đoàn Việt Nam trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 8 thì cụ thể là vào khung giờ 14 giờ ở môn bắn súng vòng loại 25m súng ngắn thể thao nữ, vận động viên Trịnh Thu Vinh sẽ thi đấu. Vận động viên Điền Kinh Trần Thị Yến Nhi sẽ thi đấu vào khung giờ 15 giờ 35 ở vòng loại cự ly 100m nữ. Ở môn bơi vào lúc 16 giờ, Võ Thị Mỹ Tiên sẽ thi đấu ở vòng loại 200m hỗn hợp nữ. Việt Nam học được gì từ sự vô đối của bắn cung Hàn Quốc? Các bạn thân mến, cũng khá dễ hiểu vì Hàn Quốc đang là cường quốc số 1 ở bộ môn này tại đấu trường Olympic. Kể từ khi tham gia đấu trường bắn cung tại Olympic Los Angeles 1984 thì Hàn Quốc đến lúc này đã giành được 29 huy chương vàng môn bắn cung trong lịch sử Thế vận hội. Còn tại Olympic Paris, Hàn Quốc vẫn duy trì sức mạnh áp đảo với 2 huy chương vàng trên 2 huy chương vàng. Chìa khóa trong thành công của Hàn Quốc ở bộ môn bắn cung nằm ở cả tâm lý. Kim Yang-suk, chuyên gia về tâm lý của đội tuyển bắn cung Hàn Quốc đang công tác tại Viện Khoa học Thể thao của nước này, từng nhấn mạnh tâm lý chiếm từ 20 đến 30% thành công ở các bộ môn khác, nhưng riêng bắn cung nó chiếm 80%. Khán giả thông thường là có thể kiểm soát tâm lý thì cần bác sĩ, thực tế là không đơn giản như vậy. Người Hàn Quốc tiếp xúc bóc tách vấn đề về tâm lý theo một cách khoa học nhất có thể. Đầu tiên là họ xác định ra một chỉ số để đo lường về khả năng biến thiên trong tâm lý của vận động viên để từ đó điều chỉnh. Đó chính là nhịp tim. Người Hàn Quốc sử dụng hệ thống theo dõi nhịp tim không tiếp xúc dựa trên video để ghi lại hình ảnh trong các cuộc tập luyện của các vận động viên trước khi rút ra kết luận. Khi đối diện với căng thẳng, vận động viên có xu hướng là tăng nhịp tim, huyết áp cũng tăng. Từ đó, lo ngại bắn cung hỏng kéo theo việc trực tiếp mắc sai lầm. Tại Olympic Tokyo, công nghệ này được áp dụng vào 122 trong số 124 vận động viên bắn cung thi đấu trước khi rút ra được kết luận tăng một nhịp tim tương đương với giảm 0,04 điểm số. Vận động viên có nhịp tim cao sẽ thấp điểm hơn so với đối thủ có nhịp tim thấp. Kiểm soát nhịp tim trở thành nhiệm vụ tối quan trọng để nâng chất lượng bắn cung của các vận động viên Hàn Quốc. Các chuyên gia từ xứ sở Kim Chi áp dụng hai phương pháp để thay đổi chỉ số này. Ở bên trong, họ để vận động viên tập thiền như là một liệu pháp duy trì sự tập trung. Hành động này được dựa trên cơ sở khoa học khi vỏ não, trước trán và vỏ não ở vành trước được tác động mạnh nhờ thiền. Các vận động viên sẽ kiểm soát được lo lắng trong quá trình thi đấu nhờ thiền, đồng thời thì bình tĩnh hơn. Người Hàn Quốc thậm chí làm hẳn một thí nghiệm để tìm ra câu trả lời. Họ gom 11 cung thủ ưu tú của quốc gia này và thực hành thí nghiệm trong 8 tuần. Kết quả,
phiên bản sau thiền của các vận động viên có điểm số vượt trội so với trước lúc thiền định. Bên ngoài, Liên đoàn bóng đá Ban Cung tác động vào chuyện kiểm soát nhịp tim bằng cách là đưa ra các biện pháp tập luyện cực đoan, được mô tả bằng cụm từ là thử thách sợ hãi để giúp các vận động viên tăng khả năng chịu đựng căng thẳng. Các vận động viên sẽ phải nhìn chằm chằm vào thi thể trong lò hỏa táng, bắt rắn sống bằng tay, đi qua những ngôi nhà ma ám, dọn dẹp nước thải trong thành phố hay là leo dốc. Nhìn chuyện Hàn Quốc coi trọng và hành động để giải quyết vấn đề về tâm lý thi đấu cho vận động viên khiến nhiều người nghĩ về thể thao Việt Nam. Chúng ta hiện vẫn đang coi tâm lý là chuyện có thể giải quyết chỉ bằng việc thuê bác sĩ trong vài tháng. Ở sân chơi Olympic, nhiều vận động viên tài năng của Việt Nam từng gục ngã trước sức ép và không thể hiện được năng lực của chính mình. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đó là trường hợp đáng tiếc hơn cả. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông hồi năm 2021, Ánh Viên từng chia sẻ là bị ám ảnh bởi câu nói phải luôn cố gắng, kể cả trong giấc ngủ, cũng phải tập trung nghĩ đến việc là mình đang thi đấu của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Tiểu Tiên Cá cũng tiết lộ bản thân gặp vấn đề về tâm lý, mắc chứng trầm cảm trong thời gian dài. Sự căng thẳng liên tục, thậm chí là độc hại đó, không thể là nền tảng để bất kỳ một vận động viên nào có thể vượt qua chính bản thân mình. Bây giờ Ánh Viên đã giải nghệ, những hình ảnh gần đây cho thấy kỷ lục gia bơi lội ngày nào của Việt Nam không còn trầm cảm nữa. Cô cười nhiều hơn, ăn diện và dạy bơi cho các em nhỏ, lập kênh TikTok giao lưu, bơi sông Hồng cùng những người bình thường tại bãi giữa của cầu Long Biên. Ánh Viên không còn ám ảnh bởi việc phải thi đấu nữa. Dĩ nhiên thì rất khó để Việt Nam có thể có nhà tài trợ như là Hyundai tài trợ cho môn bắn cung tại Hàn Quốc. Xong thì nếu xác định được vấn đề và tìm cách cải thiện dựa trên khoa học cùng phương hướng đầu tư rõ ràng và minh bạch, các vận động viên sẽ tốt hơn chính bản thân của mình ngày hôm qua. Và lúc đó chúng ta thật sự là có thể mơ đến đấu trường Olympic. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.